Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bánh Bò Pomeranian. Và đây là một cái trang vlog. Mình mới vừa order cái chuồng này về mọi người. Chưa biết để đâu và đựng thế nào nên để tạm ở ngoài trước đã. Đây, và hiện tại thì nhiệt độ trong phòng của mình là 26 độ C, độ ẩm 56% ha. Và nhiệt độ lý tưởng để nuôi cún. Hiện tại thì ở nhà mình có một vài baby sắp xuất chuồng. Mấy bé hôm nay là được 35 ngày tuổi mọi người. Coi nè. Mấy em nó mới ăn xong cho nên là mọi người nhìn miệng mồm đứa nào đứa đấy tèm lem ra hết trơn à. Đố mọi người mấy em này lớn lên sẽ là màu gì? Bạn nào mà có xem theo dõi mình lâu hoặc là có nuôi bom rồi thì chắc là nhìn là biết liền nè. Bé cái này là Orange Sable nè mọi người. Màu nó sẽ giống như mẹ của nó ha. Màu cam nhưng mà trên lưng nó sẽ có những cái sắc tố lông màu xám xám đen đen. Còn mấy em này là màu cam hết á mọi người. Thằng nhóc này là dễ thương, mình thấy nó dễ thương nhất vậy nè mọi người. Nhưng mà nó hơi bé, nhỏ xíu à. Hiện tại là mấy em nó 35 ngày tuổi rồi, chuẩn bị nay mai là mình sẽ cho sổ giun rồi chuẩn bị chích ngừa nha. Đây có một bé gái nha, mà nó màu Orange Sable giống như mẹ nó mọi người. Kiểu giống như đây. Bé Miu với lại bé Bối Bối nhà mình là Orange Sable thì mọi người có thể hình dung ha. Màu nó sẽ cam nhưng mà trên lưng nó sẽ có sắc tố xám xám. Đó, nói chung là cam mà tối mà nó pha với nâu á mọi người. Còn mấy bé kia thì nó sẽ sáng hơn, sáng màu hơn. Bây giờ mình vừa quay là con của bố Fanta, mọi người. Fanta là bé này. Fanta ơi. Fanta vừa rồi nó cắt lông hơi ngắn. Nhưng mà cái mặt của nó thì đẹp lắm mọi người. Mặt nó kiểu mỏ rất là hộp luôn cho nên là nó ra con nữa là đứa này cái mỏ rất là vuông. Ribby đây. Trời mọi người nhìn mỏ nó nè, như cái nó dẹt như là nó nhìn cái mặt nó nè. Mọi người thấy cái mỏ nó. Nhìn cái mỏ nó nè. Mình để vô mà nó chỉ bằng vừa cái ngón tay cái của mình, vừa cái bề ngang ngón tay cái mình thôi á. Đó, Ribby cũng là con của con Fanta luôn mọi người. Mà quên đây nè, Orange Sable nó cũng giống như thế này nè mọi người. Đó, Orange Sable của mình thì nó mới có 9 tháng à, cho nên lông nó chưa ra hết. Nó còn hơi thay lông tí á. Mấy em này thì hiện tại mình cắt lông ngắn rồi. Tại vì thay lông chuẩn bị xa lô nè, rồi bà này cũng vậy. Nói chung là rụng lông nhiều lắm cho nên tôi cắt hết trơn. Nhưng mà mọi người nhìn rồi, mặt mày đứa nào đứa nấy rồi là đẹp ha. Nhà tôi là tôi tuyển chó là tôi nhìn mặt không mà mọi người. Đứa nào mà cái mặt không có duyên là mình không có thích đâu. Còn đây là bắp cải. Bắp cải ơi. Bắp cải là một bé chó do nhà mình nhân giống ra ha. Và mẹ của nó đây nè. Mẹ của nó là bé Linh. Bé Linh vừa rồi mình có quay mấy cái vlog mà chuẩn bị sinh rồi đó mọi người. Còn đây là bé cải. Cải thì hiện tại là được 9 tháng hơn rồi mọi người. Nhưng mà cái size của nó vẫn rất là nhỏ. Size nó như con chó con vậy. Nè mọi người thấy không? Bởi vì nhiều khi á, mấy khách mà qua nhà tôi mua chó á, rồi cứ kiểu phân vân, xong rồi cứ kiểu bắt mình đảm bảo là chó lớn là phải nhỏ. Mình nói thiệt nha mọi người, con cải này của mình á, mình muốn nó to mà nó không to được đây nè. Tại vì đợt rồi vừa cải nó ra Hà Nội nó thi sâu á, thì ban giám khảo đánh giá nó rất là tốt. Nhưng mà chỉ có điều là cái size nó quá nhỏ nên là cải thì nó không thể nào đi xa được trong đất sâu. Cho nên vừa rồi á, bắp cải nó giật được cái giải hạng vai Poppy in show mọi người. Bây giờ thì hiện tại bây giờ á thì nó đã qua cái tuổi junior rồi mọi người, có nghĩa là nó đã hơn 9 tháng rồi. Cho nên là mình không thể nào thi hạng mục Poppy nữa. Đó, bây giờ phải đi thi junior, nhưng mà với cái size này mà thi junior thì mình nghĩ là những giám khảo khó tính sẽ đánh trượt bắp cải luôn á. Mặc dù thần thái nó rất là tốt. Đó, vừa rồi mình đi show ra Hà Nội thì có mình cải đi à. Còn đợt này ở Hồ Chí Minh thì mình sẽ cho hai bé được ra show ha. Thì hy vọng là mọi người hãy bấm subscribe kênh để tới đó mình sẽ quay video mọi người xem toàn cảnh đất show và cũng như là mấy bé nhà mình ha. Thật ra cải là con của bé Ken, nó là con Linh này. Và từ bé mình nuôi nó bằng cái sàn chuồng như thế này, mình nuôi chuồng y chang như vậy mọi người. Thậm chí là lúc trước mình còn không có treo cái chén ăn cao lên như thế này đâu, mình cho nó ăn uống là bình thường luôn. Nhưng mà cái tố chất nó rất là tốt. Mình nuôi nó bình thường, mình không nghĩ là nó sẽ đi sâu hay gì hết. Nhưng mà vừa rồi, cái đợt sâu vừa rồi thì mình cho bé nó đi thử. Mình có training và cho bé nó đi thử thì biểu hiện của nó cũng khá là tốt mọi người. Nhưng mà chỉ có điều là cái size nó quá bé thì nó không thể nào đi xa được. Nghĩa là dù nó tốt tới đâu nhưng mà cái size nó bị nó hơi bị dưới cái tiêu chuẩn đó mọi người. Nên là không thể nào mà đạt những cái giải cao nhất được. Người ta sẽ ưu tiên cho những con chó mà cái size nó tiêu chuẩn hơn. Chiều thần thái nó rất là tốt. Nhìn bà mẹ với bốn đứa con nè. Đó mấy bé, mấy em này nè như thế này nè mọi người. Cái mọi người sẽ để ý là thấy cái lông đầu nó màu sáng hơn đúng không? Mấy em này sau này nó sẽ ra màu cam sáng nha. Rất là đẹp. Còn em này thì nó Sable rồi. Sable giống như con Sable. Thường là mấy cái màu Sable á, người ta không có chuộng tại vì lúc nhỏ nó đen thui vậy nè mọi người. Cũng có người thích nha mọi người, nhưng mà lúc nhỏ do nó đen như vậy nè, những người mà người ta chưa có biết á và chưa có kinh nghiệm á, người ta nhìn người ta không có thích. Đó là lý do là Siri nó còn ở đây tới bây giờ đó. Thiệt ra là nó đi một vòng rồi mọi người. Nên mình có gả cho chủ rồi, xong rồi chủ lại bận không nuôi nên là mình thâu về thôi. Con này tố chất nó rất là tốt nhưng mà lì lắm. Thì hy vọng là mọi người theo dõi kênh ha. Thì khi mà Siri nó lớn á, nó trưởng thành đi, nó tầm 2 tuổi thì mình sẽ lại quay video cho mọi người coi để cho mọi người biết là khi mà trưởng thành bộ lông nó sẽ như thế nào. Đây mọi người thấy 9 tháng tuổi nè.
nó mới vừa lên lông được tầm tháng nay à. Nếu như mà mình quay công series tầm 2 tháng trước thì chắc mọi người thấy lông lá nó ghê lắm, lông lá nó rụng ghê lắm, lông lá nó rụng ngắn y chang giống như là mình cắt rồi, như miêu gì nè mọi người. Mà có 2 tháng thôi mà bây giờ lông nó bắt đầu nó lên nè, và nó còn dấu hiệu nó bung nữa và nó lên nữa. Cho nên là mình nghĩ series này nè, sau 15 tháng tuổi nó sẽ rất là đẹp, lông rất là nhiều luôn. Thì tới lúc đó mình sẽ quay video lại cho mọi người xem, và cũng như là cho mọi người coi mấy cái video mà từ hồi series nó còn bé á, từ hồi series nó còn bé mình cũng có làm mấy cái video mà về thay lông rồi này kia nọ đăng trên YouTube này rồi. Đó, thì mọi người cứ theo dõi ha. Thì sau này series nó lớn thì mình sẽ quay thêm vài video để cho mọi người coi được, và so sánh và hình dung được là chó mình á thì cái quá trình thay lông của Bom nó sẽ như thế nào. Đó là cái tốt nhất. Cái gen nó sẽ quyết định rất là nhiều thứ. Còn đây là bé Cloud của mình nè mọi người. Vừa rồi là em vừa mới trải qua một đợt bệnh kinh khủng lắm. Đó, bây giờ thì đã hết rồi và đang dưỡng thương ha. Này mọi người thấy không? Đó. Và về cái vấn đề mà Cloudy nó bị cái gì á thì đợt sau mình sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Ho nữa nè. Đó, cả tháng rồi không có tắm em tại vì em bị ghẻ trên lưng á mọi người. Nên là giờ em hơi dơ, nhưng mà cái nó ngoan lắm đó chứ thương lắm, mình thương nó lắm luôn á. Mình thiệt ra là mình cưng nó hơn con Snowy luôn á, nhưng mà tại vì mọi người thấy mình hay khoe Snowy nhiều là tại vì Cloud nó hay bị bệnh đó mọi người, từ bé giờ nó cứ bị bệnh hoài à, cho nên là ít có khoe rằng là khoe Snow không mà, chứ thiệt ra là em này mình thương em này hơn luôn á, tại vì nó rất là ngoan luôn, nó rất là theo mình. Nhìn mặt như ông già vậy đó. Thằng này cái mặt nó giống cha nó lắm nè, còn bà Snowy không biết giống ai mà cái mỏ hôn một khúc không biết nữa. À, quên còn con Snowy nữa nè mọi người, cũng mới đi cắt lông cho nó về. Snow. Snowy. Này mọi người thấy không, bắt đầu nè, tới 3 tháng tuổi rồi là người ta thay lông cái mặt nó nè, mọi người thấy không? Nó chỉ là có người để ý người không thôi, chứ thiệt ra là tới tầm 2 tháng rưỡi nó bắt đầu cái lông mặt nó rụng như thế này rồi. Và bé nào thì nó cũng sẽ phải qua giai đoạn thay lông này thôi. Giờ thí dụ giống như là mọi người đón những bé mà tầm 3-4 tháng á, nó đang thay lông thì công nhận là nó có hơi xấu xí thiệt. Nhưng mà nếu mà mọi người biết nhìn á thì mọi người vẫn sẽ mua được con chó đẹp nha, và mình sẽ đỡ được khoảng thời gian nữa đúng không? Còn như là mình mua những bé 2 tháng á thì tất nhiên là nó sẽ dễ thương hơn, nhưng mà bé nào rồi thì nó cũng phải qua giai đoạn rụng lông thôi. Dù là có đẹp tới cỡ nào đi nữa thì nó nè, mọi người thấy cái mặt nó nè, nó có cái đường đó, mọi người sẽ bắt đầu thấy là nó thay lông thôi, từ từ cái nó rụng lên tới đây, cái mọi người nhìn cái mặt nó giống như là con khỉ giống như trẻ thiên vậy đó. Vlog của mình tới đây là hết rồi. Chào tạm biệt mọi người nha. Snowy chào mọi người đi. Snowy.